hai hàng tuần anh nhớ. Wow. Lúc mấy giờ? Giờ mới nghe. Mấy giờ? Bây giờ 22 giờ. Sao em bị nhỏ hại hoài vậy? Ủa em là trung đội với anh mà sao em chơi kỳ vậy? Đâu, nhiều khi đi chọn anh mà. Nhiều khi đi là cái game đầu tiên. Hả? Tụi em đâu có chọn anh đâu. Thì anh chọn anh Trường Giang nha. À xin lỗi anh làm MC nha. Ủa? À. Thôi dừng lại đi. Các bạn đang làm gì vậy? Ông đứng đó ông sợ cho mặt thở không được luôn. Thôi. Ngày hôm nay lễ hội mùa đông đã đến. Chúng ta cùng nhau vui vẻ dưới những đám tuyết rơi, dưới những cây khô lá, với những bạn bè thân thiết với nhau, cùng trải qua mùa đông thật ấm áp với nhau. Nhưng không, nếu dừng lại ở đây chưa này người thì chưa vui. Chúng ta ngày hôm nay sẽ rất là vui với hai vị khách mời đặc biệt đến từ thế giới bên kia. Thế giới bên kia là ở đâu anh? Tức là một thế giới mà đầy rẫy những con người mà rất là hấp dẫn, đẹp trai xinh gái. Chúng ta cùng... Không, mình phải đứng... Không, ý là mình phải đứng đây để đón chào khách mời chứ. Đúng, đúng, đúng. Đứng bên kia. À thôi, mình sẽ đứng ở đây. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề, giày dép gọn gàng, ngăn nắp, tóc tai màu sắc để cùng chào đón mùa đông cũng như những người bạn đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu hoàng tử Trương Phạm. Anh tin tưởng em mà em phản bội anh. Đâu có, đâu có. Đó là màn chào đầu vô cùng ấn tượng, vô cùng ấn tượng. Em mất, anh mất tới 4 tiếng để anh make up đẹp đẽ mà em bây giờ em làm cái mặt vậy. Rồi, không sao. Dù sao mình là con trai, còn sau đây là một người con gái đến đây, mình phải nhã nhặn hơn một tí nha. Xin chào đón Mỹ Dung, Mỹ Du. Biết là Mỹ Dung là ai luôn á, ra mới biết Mỹ Du á. Mỹ Dung là Mỹ Du tên thật mà. Vậy hả? Lê Trần Mỹ Du. Sao mỗi một game là một cái họ vậy? Đã Nguyễn Thị Mỹ Du. Hả? Trần Thị Mỹ Dung. Không. Trương Thị Mỹ Dung. Đặng Thị Mỹ Dung nha mọi người. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi toàn thể anh em của chương trình 7 nụ xuân xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7, chương trình giữa đài truyền thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Ngày hôm nay thưa quý vị, mùa đông đã đến, không khí thật là mát mẻ, lạnh lẽo, có những người đang hạnh phúc, cũng có những người đang cô đơn, nhưng không, cô đơn của mùa đông nó vẫn mang đến một cái gì đó rất là thật là thú vị cho chính chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có những anh chị ở đây, những nghệ sĩ ở đây rất là đẹp trai và duyên dáng. Chúng tôi xin giới thiệu lại một lần nữa, Lan Ngọc, Trương Phạm, Mỹ Du, Hot Girl Cai Lậy Thúy Ngân, Hot Girl Cầu Bình Lợi Lâm Vĩ Dạ, Hot Boy Chưa Có Phụ Nữ Trương Thúy Dinh. Ghê thiệt. Lạnh giá dữ sợ. Ở giá đó. Ngày hôm nay thì chúng ta chưa biết là sẽ chơi như thế nào, vui vẻ ra sao. Nhưng mà Mỹ Du giờ này khỏe không em? Dạ em vẫn khỏe hả? Vẫn ăn bào ngư và uống sinh tố như mọi khi. Ồ vậy hả? Dạ hôm nay có đem bào ngư và sinh tố đến cho anh nữa. Anh nhớ nương tay cho em. À, mấy phần? Ở đây mỗi người đều có một phần hết. Wow. Còn khán giả nữa. Cảm ơn Mi Du. Dạ, khán giả nữa là hơi lố luôn đó. Mấy anh quay phim có ai đói bụng gì không? Ừ, ăn mì gói. Ừ. Xin hỏi là Mi Du với lại Trương Phạm là mình tham gia lần thứ mấy? À, đối với Jun thì 7 nụ cười xuân đây là lần đầu tiên tôi đến luôn. Nên rất là cũng chưa biết luật chơi làm sao. Chương trình này không có cái luật nào quy định hết. Không có luật hả? Mỗi ngày là một luật. Mỗi ngày là một luật. Đúng vậy. Luật nằm trong tay MC. Bậy đó, vậy là sai rồi. Luật là của ban tổ chức.
Còn cách chơi hay không, sống sót hay không là nhờ vào những thành viên của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Đây, bên phải Lan Ngọc, người đàn bà không nham hiểm. Nhìn cái mặt là biết rồi, rất đơn giản, dễ thương. Và có làm gì đâu, ôm ấp Jun sau đó xịt vô mỏ. Thiệt quá, bây giờ anh vẫn còn nghe cái vị đó luôn em, rất là có mùi. Đâu, em muốn chào đón anh, vậy em làm lại có được không? Hả? Đó, còn bên đây, hot girl cây lậy, người con gái, miền Tây, chả biết gì ngoài những câu nói đơn giản. Câu nói đơn giản, ừ, sao? Lát sẽ hiểu đơn giản nằm ở đâu. Trương Thế Vinh là một người đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh, không có người yêu không phải vì không ai để ý, nhưng mà chưa muốn bước vào hôn nhân để ra những album tiếp theo. Và sắp tới bài hát của anh ấy mà chúng tôi được biết ở trong cái nội bộ của chương trình là sắp tới ra một album gồm 3 bài hát. Có những bài hát rất là hay thiệt, nghiêm túc luôn. Em ơi đừng bao giờ đến là bài đầu tiên. Bài đó viết cho em hả? Bài đó viết tặng đi cho Lâm Vĩ Dạ. Còn bài thứ hai anh? Bài thứ hai viết tặng cho Thúy Ngân. Ồ, xin hãy vui lên. Đó. Ủa sao vậy? Ủa sao vậy? Hả? Em luôn buồn sao? Buồn lắm hả? Thì có những cái thì lát nữa mình sẽ biết. Mình sẽ biết. Bài thứ ba. Bài thứ ba viết cho Lan Ngọc. Bài thứ ba cuối chương trình chúng tôi sẽ công bố. Bây giờ chúng ta sẽ ưu tiên cho những vị khách mời hôm nay. Miu, ai em muốn và không muốn về đội? Chia sẻ thật với mọi người luôn, đó là Bảy Nụ Cười Xuân là một chương trình mà em không thể nào thiếu mỗi ngày được. Tất cả đều nghiêng mình tri ân Miu để xem. Tại vì tối nào trước khi ngủ em cũng phải nghe Bảy Nụ Cười Xuân. Nghe hay là... coi? Em nghe. Không coi? Đúng rồi, em không coi. Tức là tụi anh chỉ góp phần cho em ngủ ngon thôi hả? Tức là lúc nào giọng nói của mọi người cũng văng vẳng bên tai em mới ngủ tụi được. Anh không phải cô hồn nha. Mà nói chung là em có nghe và em có nghiên cứu về chương trình mình rất là nhiều. Rồi, mấy người nghiên cứu đến đây thì ra về bầm dập hết. Vậy là em sẽ không bầm dập đúng không? Tại em không có nghiên cứu gì hết. Em không coi chương trình. Em đến đây vì sự trinh nguyên. Là em chưa coi chương trình. Lộn, em đem sự trong sáng ngây thơ. Em chưa coi chương trình. Dạ, em có lướt. Em không nha, không hề nha. Anh Chun có nhắn cho em trước khi mà đến với chương trình là anh không hề biết một tí gì về chương trình. Thưa Chun Phạm. Dạ. Chúng ta dù gì cũng là đồng nghiệp. Dạ. Chúng tôi đã bỏ ra hàng tỷ đồng, hàng tỷ vi khuẩn về chắc xám. Vi khuẩn về chắc xám. Vi khuẩn có lợi. Để chúng tôi nghiên cứu cái format này, chúng tôi làm ra những câu chuyện hay, những trò chơi vui mà bạn không hề để mắt một lần dù chỉ là 3 giây. Thật ra là em biết là chương trình này rất là hay và vui, tất cả mọi người đều khen, nên hôm khi mà mọi người mời em để em biết rồi. Dạ em biết, nên em tới liền. Dạ, luôn mà giờ không coi anh test một cái biết hay không nè em. Đây là mùa thứ mấy? Đây là mùa thứ hai anh ạ. Đây là mùa thứ hai anh ạ. Ủa sai hả anh? Mùa thứ ba. Khán giả chỉ em sai anh ơi, chứ không phải em sai. Các bạn đó nói số 2, em tuổi số 2 á. Thưa quý vị, lỗi không phải của Jun mà lỗi thuộc về các anh em mình. Tại vì mình chưa làm nó đủ hay để Jun phải coi. 3 mùa rồi mà vẫn chưa hay. Hay mà, chúng ta lại nghiêng mình tiếp. Chúng ta lại nghiêng mình và hứa với quý vị khán giả chúng tôi sẽ làm những số sau hay hơn. Nhưng vẫn phải ghim anh ạ. Vẫn phải ghim. Phải ghim. Bây giờ Du, em chọn về đội ai? Em sẽ chọn về đội của người mạnh nhất và người ăn gian nhất, Lâm Vĩ Dạ và anh Trương Thế Vinh. Wow. Ừ, đúng không? Chào đón em. Ăn gian nhất là sao? Tại sao em cứ bị biêu ríu như vậy? Còn Jun, sau khi chúng tôi đã hỏi Miu rồi, thì Jun, em không có quyền lựa chọn. Ủa? Em tính vậy thôi. Tụi em cũng không lựa chọn anh Jun luôn. Tụi em sẽ là một đội. Đúng vậy. Ủa? Rồi chúng tôi mời Jun ra bãi xe về. Ăn hiếp nhỏ quá. Em bị tổn thương. Nếu mà em chưa coi thì em đến đây với một cái thái độ trong sáng, mọi người sẽ có nhiều thử thách với em hơn. Ngày hôm chứ nay... ai như Miu biết hết luật rồi, chơi còn vui gì nữa đúng không? Miu thuộc luôn á. Tại vì tối nào cũng sẽ phải nghe mới ngủ được. Cho nên thuộc là luôn. Em thuộc đến từng tập. Từng tập. Rồi em nói giờ phát sóng giùm anh cái. Không thuộc. Muốn giành chỗ MC của anh Trường Giang hả? Không, riêng giờ phát sóng thì không nhớ. Nhưng mà mấy cái coi lại thứ hai hàng tuần anh nhớ. Wow. Mà lúc nãy giờ là mới nghe. Mấy giờ? Mấy giờ? 22 giờ. 22 giờ. Sao em bị nhỏ hại hoài vậy? Ủa em là chung đội với anh mà sao em chơi kỳ vậy? Đâu, nhiều khi đây chọn anh mà. Nhiều khi đây là cái game đầu tiên. Hả? Tụi em đâu có chọn anh đâu. Thì anh chọn anh Trường Giang nha. Xin lỗi anh làm MC nha. Ủa? Chưa ai đến chương trình này mà bị tẩy chay và xua đuổi như vậy. Thôi, giỡn vậy thôi chứ thật sự là... Cái đầu năm đầu tháng thế em xua quá. Người ta mới lần đầu tiên tới. Mình làm như vậy cũng hợp lý mà. Nói chơi vậy thôi, bây giờ
À, em sẽ về đội của Thúy Ngân và Ninh Như Lan Ngọc. Đây, Ninh Như Lan Ngọc thì em biết rồi, thông minh, hài hước, duyên dáng và rất là nhiều năng lượng. Hát hay. Hát hay, đó là một cái bài hát mới debut mà chưa bao giờ hát. Anh biết, mới debut đó. Còn, hát hay luôn. Dạ, định nói hát hay luôn. Nhảy đẹp. Nhảy đẹp luôn. Em may mắn. Và có thù với lại nhịp. Dạ. Ủa em vô nhịp mà. Thấy không, người em lúc nào cũng có nhịp. Em sắp ra bài hát phù hợp với hai bạn này lắm. Đâu thử coi. Đây là một bài hát không vui. Ôi, xin lỗi. Chúng ta có hai bạn là như đã nói, duyên dáng, hát hay và dễ thương. Còn dạ, bên đây thì em Miju yên tâm. Dạ. Đây là Lâm Vĩ Dạ, nhưng mà tên thật là Lê Thị Lương Lẹo. Anh yên tâm. Sao vậy? Anh nói vậy mất công quỹ ban ta phạt em đổi tên mà không báo. Còn đây là Trương Thế Vinh. Mà đừng nói tên thật nữa. Mà tên thật là Trương Dựng Trải. Trương Dựng Trải. Đúng vậy. Hãy tựa vào bất cứ khi nào em muốn, nhưng khi tựa vào phải hỏi ý kiến Lâm Vĩ Dạ. À. Đối với em đó là hàng tồn kho, nhưng mà đối với Dạ đó là New Collection. Tất cả sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Chúng ta cùng bước đến game đầu tiên của chương trình Bảy Nụ Cười. Thưa quý vị, cuộc chơi nào cũng có người về đích trước và người về đích sau. Cuộc chơi nào cũng mới có phần thưởng và hình phạt. Phần thưởng là những người thắng và hình phạt dành cho những người thua. Sau đây xin mời ba bạn hãy chọn ba cái mâm này. Ủa? Mỗi người chọn một vị trí. Ba mâm là khác nhau hay là khác giống nhau vậy? Dĩ nhiên, tất cả đều khác nhau. Em chọn cái mâm của Lan Ngọc đi. Chết. Rồi. Chị chọn cái mâm của em. Mời bước qua đây. Xin mời chị qua. Hai bạn chọn ai? Ai cũng vậy, trước không, sau gì không, không bị phạt. Không, nó khác hoàn toàn lắm. Khác. Khác hoàn toàn lắm. Bữa chua nó nhúc nhích. Nhúc nhích thì thôi để xài đi. Không, chị phải em. Dạ phải là chua. Tại sao? Nó hợp. Em chọn Jun. Qua đây. Jun mời đứng phía sau. Anh Vinh không có sự lựa chọn. Vinh mời ngồi xuống. Anh Vinh chọn anh Giang đi. Tập hôm nay nó hủy diệt mọi người luôn á trời, em sợ quá. Mời mở mâm. Mở mâm luôn hả? Mở 1, 2, 3. Ở dưới không biết gì đâu. Ôi, vậy là dạ rất là sướng, hợp lý rồi. Sướng không? Tôi nói rồi. Thôi mở tay nha. Thưa quý vị, chúng ta đã từng đi Đà Lạt, chúng ta đã từng gặp thác Cam Ly. Ủa, liên quan gì anh? À, đây là trò chơi đem thấy ta là thác đổ. Bây giờ tất cả ở dưới hãy chuẩn bị. Mời thác đổ. Mời thác đổ. Chúng ta đã có món Vinh Lan Bột. Ôi Miju, ôi Miju. Sao em đủ màu vậy? Trời ơi, Ngọc ơi, qua đây chị cho. Chưa? Cái bột nó vào tận hang sâu em à. Mình có cần thêm miếng nước trộn vào không anh? Ác lắm nha. Cho tội nghiệp. Ai đã từng đi qua sông Cú Long Giang. Giang sông Cú Long Giang. Đó là phụ gờ luôn á. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có trải qua nhiều trò chơi, nhiều cái phần kịch cũng vui, thú vị. Và đây là phần cuối chương trình. Trước khi chia tay, chúng tôi đã tạo ra nhiều sản phẩm. Đây, Hoàng Tử Tuyết, Colorful Woman and Elsa Như Ma. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự chương trình, đã đến đây vui, rất là vui. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình của chúng tôi cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.